Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái việc match EQ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ cái ozone vào kênh master và chúng ta sẽ bật cái match EQ lên, hoặc là các bạn có thể bật cái match EQ riêng ở ngoài, không vấn đề gì hết. Rồi, mình đang có hai cái track ở đây, đây không phải là một cái track cả bài nhạc mà chỉ là track piano bình thường thôi. Cái match EQ nó sẽ hoạt động như sau, chúng ta sẽ cho cái track mà chúng ta muốn cái track của chúng ta giống vào phía bên trái và chúng ta sẽ cho track của chúng ta vào phía bên phải. Các bạn cho bằng cách là đây, ví dụ đây là một cái track của Simatic mình đã lấy ra, thì nó nghe như thế này và mình sẽ nhấn vào cái chữ reference capture ở đây ha, capture bắt đầu thu này. Đây, sau khi các bạn đã thu cái phần mẫu của chúng ta thì bây giờ mình sẽ thu cái phần bài của mình này. Piano. Thì sau khi thu các bạn có thể chỉnh hai cái là cái smoothing ở đây và cái amount ở đây. Thì giải thích nó sẽ rất là dài dòng, nhưng mà bây giờ mình thử điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy. Chung quy lại thì hai cái nút này sẽ giúp các bạn chỉnh cho cái phần bài của các bạn nó giống với lại cái bài mẫu hơn. Cái phần mẫu ở phía bên trái ha, phần phía bên phải sẽ giống với phần phía bên trái. Nó chỉ là một cái EQ rất là bình thường thôi. Lời khuyên của mình, nếu như mà các bạn dùng cái này cho cả một bài nhạc á, thì chỉnh EQ thì các bạn không nên dùng hai cái nút này, mà chúng ta sẽ dùng cái EQ trong cái phần mixing. Rồi, thì video này tới đây là hết, đơn giản như thế thôi. Có câu hỏi này nào thì các bạn hãy để lại dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.